Là một thằng đàn ông sống ở trên đời này muốn được xã hội tôn trọng, muốn được bạn bè phải nể phục mình, anh em đồng nghiệp tôn vinh, thì chỉ có một cách duy nhất, đó phải là có thật nhiều tiền. Mà muốn có thật nhiều tiền trong tay thì đừng bao giờ trông chờ vào may mắn, hãy nhớ đấy. Chỉ có một duy nhất công thức thành công là như sau: 3 phần là số phận rời định, 7 phần là lỗ lực không ngừng nghỉ, còn 90% còn lại là do lấy vợ giàu. Tất cả nhớ nhé.